Xin chào quý anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì Thắng sẽ cập nhật cho quý anh chị và các bạn tuyến đường T1 sau gần 4 tháng thi công hiện tại đang như thế nào. Và cái vị trí flycam của mình đang bay, đây là cái vị trí mà tuyến T1 sẽ kết nối trực tiếp với cả tuyến đường quốc lộ 51. Quý chị nhìn thấy xe chạy bên dưới, đó chính là tuyến đường quốc lộ 51 đó. Và tại cái vị trí nút giao này, tuyến đường T1 của sân bay Long Thành sẽ kết nối trực tiếp với cả đường tỉnh lộ 25C hay còn gọi là tuyến đường Nguyễn Ái Quốc của huyện Nhân Trạch, và đây là một kết nối rất quan trọng đối với huyện Nhân Trạch bởi vì đó là một cánh cửa mới của huyện Nhân Trạch đi ra cái đoạn này. Nó sẽ giúp kinh tế của Nhân Trạch đi lên rất là nhiều khi mà cái tuyến này được thông. Đó, và hiện tại thì quá trình thi công cũng đang diễn ra rất là nhộn nhịp tại cái vị trí nút giao này. Quý chị nhìn xuống, quý chị có thể thấy rằng là những đường, những ô và những xe máy móc thi công cũng đang nhộn nhịp thi công. Và khi mà quý anh chị đi qua cái đoạn này trên tuyến đường quốc lộ 51 ấy, đó đi về Vũng Tàu hay là từ Vũng Tàu đi trở lại thành phố Hồ Chí Minh hay là Biên Hòa, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng cái vị trí này toàn bộ máy móc đang thi công rất là nhộn nhịp đó. Và cái phía mà flycam đang nhìn qua bên đây, đây là cái phía mà từ quốc lộ 51 để đi về phía sân bay Long Thành đó. Phía bên này thì tập trung nhiều máy móc hơn bởi vì nó quan trọng hơn rất là nhiều. Hiện tại cái tổ thi công này đang chia ra làm nhiều vị trí. Cái vị trí đầu tiên là cái vị trí ngay cái vị trí nút giao với quốc lộ 51. Vị trí này quan trọng bởi vì là nó có một cái cây cầu bắc ngang qua quốc lộ 51 để đi về phía Nhân Trạch. Đó, và nhìn xa xa kia thì quý chị có thể thấy rằng là có một tổ thi công tiếp theo. Và đây là cái phần vệt đường sẽ đi qua đó quý anh chị. Đó, và phía trong kia thì máy móc thi công của một đội khác và thi công bên đó thì Thắng thấy rằng là nhìn xa xa chúng ta có thể thấy rằng cái vệt đường nó cũng đã rõ hơn rất là nhiều. Đúng không ạ? Cái phía bên tay phải nha. Cái phía bên tay phải có một cái đường hiện hữu ấy, đó không phải là đường 25 đường T1 nha quý anh chị, đó là đường hẻm thôi. Đó. Đây, cận cảnh thi công để quý anh chị nhìn cho rõ nhất về cái tuyến đường này. Và cái tuyến đường này thì khởi công vào ngày 14 tháng 7 năm 2023, và cái tuyến đường này có tiến độ sẽ là 2,5 năm sẽ hoàn thành, và trước khi sân bay đi vào động thì tuyến này chắc chắn là phải được nối ra rồi, và đó là một cái hạ tầng hết sức là quan trọng. Và đây là cái nút giao của tuyến T1 kết nối với cả đường quốc lộ 51 theo hình dạng nút giao là bán hòa thị. Và cái cây cầu vượt kia chính là cái tuyến T1 bắc ngang qua quốc lộ 51 để kết nối về phía tỉnh lộ 25C của huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Còn đây là hình dạng tuyến T1 khi mà hoàn thành xong, một chiều đi vào phía sân bay Long Thành và một chiều đi ra. Với là giữa sẽ là cây xanh, nhìn rất là đẹp đúng không quý anh chị? Đó. Và đối với giai đoạn này thì sân bay Long Thành sẽ là làm giai đoạn 1, một đường cất hạ cánh, một nhà ga và các công trình phụ trợ, công suất là 25 triệu khách một năm và 1 triệu tấn hàng hóa. Và trên bản vẽ quy hoạch thì cái tuyến T1 của sân bay Long Thành như thế nào? Thì đây là sân bay Long Thành này quý anh chị này. Đó, Thắng sẽ phóng tới nha. Thì đây là tuyến quốc lộ 51 và đây là tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu chạy ở phía trước sân bay. Đây là cổng chính của sân bay nằm ở đây. Đó. Thì đây là tỉnh lộ 25C của huyện Nhân Trạch sẽ kết nối vào cái vị trí nút giao này. Thì đây cái vị trí nút giao giữa đường T1 với cả quốc lộ 51 nằm ở vị trí này nha quý anh chị. Đó. Và khi mà kết nối từ đây đi vào phía cổng của sân bay Long Thành thì để mà chúng ta có thể đầu tư bất động sản ở khu vực cửa ngõ sân bay như vậy ấy, thì đối với tuyến T1 nha, Thắng đã làm video về tuyến T1 thì Thắng sẽ chia sẻ quy hoạch về cái tuyến T1 chỗ nào an toàn, chỗ nào rủi ro để quý anh chị hoàn toàn có thể yên tâm vào đây để quý anh chị có thể là mua đầu tư hay là mua để khai thác về những dịch vụ mà quý chị cần thiết, ví dụ như logistics hay là một cái dịch vụ về buôn bán kinh doanh phục vụ cho sân bay Long Thành. Đó, thì hiện tại từ quốc lộ 51 này này, đó từ cái vị trí nút giao này đi về phía quốc lộ 51 thì tới cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thì phía bên đây là đất quy hoạch của thương mại dịch vụ rồi. Thì cái phần màu đỏ này nếu quý chị không biết thì chúng ta cũng không nên đụng vào nhé. Đấy, thì ở đây cái vị trí quý chị này, đó từ đây đi vào thì khi mà đi vào có nghĩa là bên tay phải của chúng ta đúng không ạ? Đây là cái quỹ đất màu hồng này quý anh chị này. Đó, thì cái quỹ đất bên đây thì sẽ rất là an toàn nhé, cực kỳ là an toàn. Bởi vì là cái thời điểm bây giờ chúng ta là đang là gần giữa tháng 11 rồi. Và cái thời điểm năm ngoái là cách đây một năm, cũng vào cái thời điểm mà tháng 11, tháng 12 năm ngoái, mình đã săn khu vực này rất là nhiều và cũng đã làm video chia sẻ với quý anh chị về cái vị trí này. Và đến bây giờ thực tế như thế nào?
Đến bây giờ thực tế sau một năm trải qua đến khi mà cái đoạn này được khởi công thì quý chị biết khu vực này tăng giá bao nhiêu không không quý chị? Đó, đặc biệt là những cái đất này ở mặt tiền cái đường này này, lúc đó là mình chuyên tìm cái mặt tiền ở cái vị trí mặt tiền này, và tới bây giờ khi mà đã xác nhận giao dịch rồi thì từ cái lúc cuối năm ngoái cho tới thời điểm này là một năm thì cái mức độ tăng giá ở cái mặt tiền đường T1 để đi vào sân bay này sẽ là từ 60 cho tới 70% nha quý anh chị, là có nghĩa rằng là đã thắng sẽ lấy cái giá từ cái thời điểm mà bắt đầu cuối năm ngoái đó đi săn đó, và tới cái thời điểm năm nay là mới giao dịch cách đây là khoảng một tháng thì là đã tăng ở cái mức giá đã giao dịch rồi và tăng ở cái mức giá đó, và quy hoạch ở bên đây ở phía bên đây là cực kỳ là an toàn nha. Và đây chính là câu chuyện riêng của cái vị trí bất động sản tại khu vực này. Thời điểm một năm trước là chúng ta thấy toàn bộ thị trường bất động sản sập đúng không ạ, giảm xuống thảm khốc và rất nhiều nhà đầu tư cắt lỗ giảm 20, 30 thậm chí là 50%, nhưng cái vị trí này là cái vị trí mà hoàn toàn ngược lại và Thắng đã chia sẻ nhiều cơ hội cho những nhà đầu tư ở tại cái vị trí này đó. Có nghĩa rằng đây là một câu chuyện riêng và nó giúp bất động sản đi ngược sóng và tăng giá so với những cái phân khúc bất động sản khác còn lại ở thị trường đó. Cái khu vực này nó là như vậy đó quý anh chị. Đó, quý chị không tin quý chị có thể hỏi, quý chị có thể xem, quý chị có thể khảo sát lại cái vùng giá. Và hiện tại cái vùng giá của cái khu vực này hiện tại đã giao dịch ở cái mức nào, thì hiện tại theo Thắng xác nhận thì cái vị trí nhá, nó có vị trí an toàn và vị trí chưa thật sự là an toàn, và vị trí có thổ cư và chưa có thổ cư nó sẽ khác nhau như quý anh chị đó. Và giờ mặt tiền, một mặt tiền hay là hai mặt tiền, thì Thắng thấy trung bình ở đây thì nó đâu đó là nó đậu ở cái giá khoảng đây cách đây là 1-2 tháng thì giao dịch đó là từ khoảng đầu 28 cho tới 30 triệu ở cái mặt tiền đường này đó, để quý anh chị biết được chỗ nào là an toàn, chỗ nào chưa an toàn, để quý anh chị ra được quyết định đầu tư. Ví dụ như quý anh chị thấy rằng là cái mức giá mà khoảng đó, đó ví dụ là 30 triệu đi đó, thì nó còn có thể tăng được lên đến 50 triệu ở cái vị trí mặt tiền mà đi thẳng vào cổng chính sân bay Long Thành này, nơi mà sẽ là 25 triệu khách người sẽ chạy qua, 25 triệu khách hàng khách đấy, chưa tính đến cái việc là một hành khách sẽ có thêm là 1, 2, 3, 4 người nữa để phục vụ, thì có nghĩa là cái lượng người sẽ lên rất là nhiều, và họ khi mà đi ngang qua như vậy thì họ chắc chắn rằng là họ sẽ phát sinh rất nhiều những dịch vụ quý anh chị ạ. Đó, chứ mọi người cứ kêu đi qua thôi là đi qua luôn, không có đâu quý anh chị. Chắc chắn rằng là sẽ phát sinh rất, thậm chí là phát sinh rất 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 nhiều dịch vụ, bởi vì nó rất nhiều ngành, những phi trường quốc tế của thế giới đã chứng minh được cái điều này rồi. Đó, đúng không ạ? Đó, nên quý chị cảm thấy nó rằng là từ 30 lên được 40, lên được 50, 60, 70 và thậm chí 100 thì quý chị hoàn toàn có thể là đầu tư hoặc là sở hữu bất động sản ở khu vực này, hoặc đâu đó sau này mình có thể là đầu tư về lại vốn hoặc là mua để là khai thác dòng tiền sau này. Đó, được không quý chị? Đó thì đây là chi tiết mà về quy hoạch, về mức giá từ một năm trở lại đây của cái đoạn đường này khi mình đã chia sẻ cơ hội. Và đối với cái phần tiếp theo đó là cái phần từ tỉnh lộ 25C đi về phía Nhân Trạch thì mình sẽ làm ở một cái video sau. Quý chị hãy nhớ đăng ký kênh để luôn luôn nhận được những cái video mới nhất của mình về chia sẻ về quy hoạch, về hạ tầng Long Thành và Nhân Trạch, chỗ nào an toàn, chỗ nào chưa an toàn, Thắng sẽ chia sẻ tất tần tật với quý anh chị và các bạn. Bởi vì là nhiều người thành phố xuống đây đã mua lầm những bất động sản dính quy hoạch thì cái điều đó thật sự là rất là đáng tiếc quý anh chị. Và quý chị muốn Thắng check quy hoạch và kiểm tra quy hoạch cho quý chị ấy, thì quý chị hoàn toàn có thể liên hệ với Thắng nha. Quý chị nhớ kết bạn Zalo theo số điện thoại mà Thắng để bên dưới và nhớ đăng ký kênh để luôn luôn nhận những video mới nhất của mình. Xin cảm ơn quý chị và các bạn đã xem cái video này. Hẹn gặp lại.